của giải cầu lông các nhóm tuổi thành phố Sầm Sơn 2020. Ở phía bên gần màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn là cặp đôi Long Sang, Long mã áo vàng và Sang mã áo đỏ. Còn bên kia là cặp đôi Vũ Lộc, Lộc đeo kính. Điểm số hiện nay đang là 1-0 nghiêng về cặp đôi Sang Long, 2-0 cho cặp đôi Sang Long. Pha đập cầu rất tốt của Long, Tô Duy Long, điểm 3-0 cho cặp đôi Tô Duy Long và Nguyễn Văn Sang. Pha thủ cầu không thành công của Long, đổi vào điểm cho cặp đôi Lộc Vũ 1-3. Bốn một cho cặp đôi Sang Long, một pha đánh cầu không thành công rất tiếc của vận động viên Lộc bên kia lưới. Năm một cho cặp đôi Sang Long sau khi ngược dòng và chiến thắng có phần kịch tính ở set thứ hai. Thì set thứ 3 này thì cặp đôi Long và Sang nhập cuộc tốt hơn so với cặp đôi Lộc Vũ. Điểm số hiện nay đang là 2-5. Điểm số hôm nay đang là 5 đều. Năm cho cặp đôi Lộc Vũ, vừa rồi là cặp đôi bên kia lưới đã ăn tới 5 quả liên tục. Điểm số hiện nay được cân bằng 6 đều.
7 đều. Như vậy là nửa set thứ ba đã khép lại và điểm số hiện nay đang là 8-7. Hai cặp đôi sẽ đổi sân. Điểm số hiện nay đang là 9-10. 10 đều. Mười hai mười, như vậy là còn 3 điểm nữa. Set quyết định này thì chỉ đánh đến 15 thôi. Còn 3 điểm nữa thì cặp đôi áo đỏ Lộc và Vũ sẽ chiến thắng.
Như vậy là điểm số 14-13. Còn một điểm nữa là cặp đôi Sang Long sẽ có chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 và giành chức vô địch. Mười bốn đều. Quả quyết định. Mười lăm đều các bạn ạ. Nếu như set thứ ba mà vẫn cứ giằng dài từng điểm một như thế này thì cặp vận động viên nào lên điểm 20 trước thì sẽ chiến thắng. Hiện nay đang là 15 đều và sẽ đánh cách hai quả, cách hai điểm. 17-15, 16-18 hoặc là 17-19. Khi mà lên 19 đều thì cặp đôi nào lên 20 trước thì sẽ chiến thắng. Hỏi khó thế. Mười sáu đều. Mười bảy, mười sáu. Như vậy là chiến thắng 17-19 đã thuộc 18-16 đã thuộc về cặp đôi Sang Vũ.
ôi, 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 ôi.